Bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Bạn có thích ngắm nhìn các vì sao và khung cảnh tuyệt vời của bầu trời đêm không? Có bao giờ bạn phải thốt lên trước vẻ đẹp kỳ diệu của vạn vật trong vũ trụ này không? Đấng tạo hóa chính là Đức Chúa Trời toàn năng mà chúng ta thờ phượng, đã tạo dựng nên thế giới xinh đẹp này. Ngài muốn chúng ta vui hưởng sống trên đất với những điều tốt đẹp nhất. Hôm nay, ngày 7 tháng 12 năm 2023, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Jennifer Devlin qua chủ đề Những vì sao sáng. Hồi học phổ thông, trường học của tôi có một phòng nghiên cứu thiên văn. Tôi rất yêu thích khoa học và các môn học tự nhiên, nên tôi thường dành thời gian trong căn phòng tuyệt vời này để ngắm nhìn các ngôi sao. Đó là năm cuối cùng của bậc trung học, vì vậy tôi phải đưa ra lựa chọn cho các môn học của mình. Liệu tôi có thể đạt điểm cao khi tốt nghiệp trung học phổ thông để học lên thiên văn học hay vì học hóa không? Liệu tôi có thể làm được như vậy không? Tôi nghĩ rằng mình nên học thiên văn học. Với sự chấp thuận của giáo viên chủ nhiệm và thầy khóa biểu trong tay, tôi đi đến phòng học thiên văn với danh sách các học viên được dán trên cửa. Tiết học đầu tiên, tất cả học sinh của môn thiên văn đều được yêu cầu tập trung ở đường đi giữa thư viện và hội trường chính. Chúng tôi được ngồi trên những chiếc ghế dựa rất thoải mái hơn bất kỳ lớp học nào khác tại trường. Sau đó, giáo viên yêu cầu chúng tôi ngồi dựa vào chiếc ghế đó trong căn phòng tối với màn hình chiếu được treo trên trần nhà. Lúc đó, chúng tôi nhìn nhau và được biết rằng căn phòng đó là nơi tuyệt vời nhất trong trường. Chúng tôi ngả lưng trên những chiếc ghế thoải mái với ánh đèn mờ ảo trong suốt học kỳ. Lúc đó, chúng tôi có cảm giác mình đang nằm trên giường, đắp chăn và tắt nút đồng hồ báo thức lần nữa. Khi nghe giáo viên giảng dạy về thiên văn học, chúng tôi học được nhiều điều về vũ trụ mà Cha Thiên Thượng đã dựng nên. Tôi thật biết ơn vì mình đã lựa chọn lớp học này. Chẳng những tôi có thể vượt qua trở ngại khi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm học kỳ môn thiên văn khá cao, mà tôi còn có nhiều ký ức đẹp và tình yêu bầu trời với vô vàn tinh tú tuyệt đẹp. Học kỳ này đem đến cho tôi nhiều điều tuyệt vời vì nhờ có môn thiên văn học mà tôi được miễn học môn hóa học là môn khó nhất với tôi. Môn thiên văn học là môn học mới đối với tôi, nhưng các ngôi sao đã có từ lâu trên bầu trời. Nhiều người thích ngắm nhìn các vì sao và khung cảnh tuyệt vời của bầu trời đêm. Nhiều thế kỷ trôi qua, các nhà khoa học nghiên cứu các vì sao và dải ngân hà đã đem đến cho chúng ta lời giải thích cặn kẽ về vị trí, tính chất và sự phức tạp của hệ mặt trời. Mặc dù cảnh tượng ban đêm rất đẹp và hùng vĩ, nhưng việc muốn biết kho tàng ẩn giấu trên bầu trời khiến tôi cảm giác thích thú hơn. Vì ham mê muốn biết điều lạ lùng ở trên trời mà một số người thuộc nhiều thế hệ đã không chú tâm đến việc thờ phượng đấng tạo hóa, là đấng dựng nên các ngôi sao. Nhưng là con cái Chúa, chúng ta phải đắc thắng mưu trước và sự lừa dối của ma quỷ. Lời Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta không được thờ muôn loài vạn vật trong thế giới này, kể cả các vì sao. Chúng ta được tạo dựng nên để tôn vinh Đức Chúa Trời, là đấng tạo nên các vật thể để chúng ta ngắm nhìn trên bầu trời này. Do đó, bầu trời ban đêm không thể nào sánh so với quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Chúa là đấng tể trị muôn loài vạn vật trong thế giới này. Sự hiện diện của Chúa còn lớn lao hơn những nơi xa xôi nhất của vũ trụ này. Khi chúng ta nhìn các vật thể lạ lùng được dựng nên trên bầu trời này như mặt trời, mặt trăng và các vì sao, thì hãy tạ ơn Chúa vì Ngài cho chúng ta cảnh tượng tuyệt vời như vậy. Hãy lớn tiếng ngợi khen Chúa và nhận biết đấng chủ tể toàn năng của chúng ta như lời Chúa trong sách A-mốt chương 5 câu 8 chép rằng: Hãy tìm đấng đã dựng nên chòm sao rua và sao cày, đổi bóng tối ra ban mai, đổi ban ngày ra đêm đen, gọi nước biển và đổ nó ra trên mặt đất. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng dựng nên con và các vật thể tuyệt đẹp để con ngắm nhìn trên bầu trời này. Con biết ơn Chúa vì tất cả những điều Ngài dựng nên và chương trình tốt lành Ngài dành cho chúng con. Xin Chúa giúp con dạn dĩ làm chứng về Ngài là đấng tạo hóa cho mọi người để họ cũng nhận được sự cứu rỗi đời đời. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, chúng ta được tạo dựng nên để tôn vinh Đức Chúa Trời là đấng tạo nên vũ trụ cách diệu kỳ
để chúng ta ngắm nhìn và vui sống mỗi ngày trên đất. Vì vậy, hãy lớn tiếng ngợi khen Chúa, dạng dĩ rao truyền vinh quang của Chúa đến với mọi người. Bạn có thể chia sẻ về Chúa và bày tỏ lòng biết ơn của bạn với Ngài khi nhắc đến bất kỳ tạo vật nào trong cả vũ trụ. Một ánh sao đêm đông loa chiếu nơi khung trời, dìu dắt đưa ba vua miền đông. Tình Chúa Giêsu này đã giáng sinh cứu người tại mác trên hôi tanh Bethlehem. Chúa là đấng yêu thương, vì yêu nhân thế đành xuống thế gian. Ngài không qua ăn chịu nhục nhã đê hèn, quỳ xuống bên Giêsu cùng kinh dâng lên Ngài và nhục hương một dược lòng kinh yêu. Ngài đến nơi dương gian tìm kiếm chiêng lạc loài, từ bấy lâu nay xa chuồng cha. Ngài đến đem hòa bình hạnh phúc cho muôn người, và chết cho nhân gian được thứ tha. Hãy nhìn ánh sao kia, ngày xưa Chúa đến nào có ai hay. Ngài không có được một chỗ gối đầu. Lạy Chúa, hôm nay đây con kính dâng lên Ngài lòng biết ơn sâu xa tình Chúa yêu. Hãy nhìn ánh sao kia, ngày xưa Chúa đến nào có ai hay. Ngài không có được một chỗ gối đầu. Lạy Chúa, hôm nay đây con kính dâng lên Ngài lòng biết ơn sâu xa tình Chúa yêu. Lạy Chúa, hôm nay đây con kính dâng lên Ngài lòng biết ơn sâu xa tình Chúa yêu. Quý thính giả thân mến, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thật vui được đồng hành cùng quý thính giả khắp nơi trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Tôi biết quanh quay khoảng được hơn 2 năm, và hầu như ngày nào tôi cũng nghe chương trình tỉnh nguyện từ One Way Radio. Và qua cái chương trình thì Hậu cảm thấy là rất được khích lệ. Mặc dù ở nước Úc xa xôi nhưng mà cảm thấy được rất là khích lệ. Mỗi khi đi làm, đi trên xe, đi làm thì cũng nghe được lời Chúa qua tỉnh nguyện radio. Thì thông qua chương trình xin cảm ơn anh chị em trong One Radio đã bỏ lòng, bỏ công sức ra để cho mọi người nghe được, để mà ít nhất là con cái Chúa đã tin Chúa thì tiếp tục vững bước theo Chúa, mặc dù cuộc sống rất là khó khăn, cũng như những người khác nghe đến và cũng mềm lòng và cũng trở lại để mà đạo phục Chúa. Và tôi ao ước rằng trong tương lai có thể là sẽ dâng hiến cũng như hỗ trợ One Way Radio
để cho cái tiếng nói về Chúa sẽ được rộng rãi, được nhiều con cái cũng như những người chưa tin Chúa được biết đến Chúa. Xin cảm ơn chương trình. Thật cảm ơn Chúa khi gia đình được ở trong lời Chúa. Lời Chúa trong chương trình ngày hôm nay cảm động quý thính giả điều gì không? Hãy cậy ơn Chúa và bước đi trong năng quyền của Ngài để thực hành điều Chúa nhắc nhở nhé. Và hãy chia sẻ cùng chương trình những kinh nghiệm tươi mới của quý vị. Thân chào và hẹn gặp lại!